Vâng, xin cảm ơn công ty cổ phần xây dựng Vero, đơn vị chuyên thiết kế và thi công sản phẩm lõi xốp vượt nhịp lớn và là đơn vị sản xuất và cung cấp gạch nhẹ Panet 3D Vero. Và chúng ta sẽ đến với chung kết của Dưa Chua thôi. Vâng, Dưa Chua chứng tỏ là tôi khẳng định các bạn, anh này cũng xem rất nhiều clip của cao thủ Việt Nam ta. Còn thi đấu 22 và thi đấu solo. Vâng, cũng cầm dân lên để có thể vẩy e, công phù, đập dân. Cũng rất chuẩn bài. Nhưng mà cái cách anh thi đấu thì nó chưa được ổn lắm. Như vậy là Long Thiếu Gia trận này anh được cầm Yamato. Trận đầu anh cầm Maxe, trận hai cầm Baby. Và bây giờ thì được cầm IA. Như vậy là cả ba trận đấu Long Gia đều cầm những loại quân không hề xấu. Khá ổn. Vâng, theo lịch thi đấu của ông ta thì đến 7 giờ mới là kèo của chim sẻ Hồng Anh đối đầu với xe Long Tiểu Ngư trong thể loại Yamato và AC. Nhưng nếu thể loại này kết thúc quá sớm thì có lẽ trận thi đấu hai hàng ta sẽ được đẩy lên sớm hơn. Vâng, thời gian cho chương trình này là 2 tiếng. Mà các anh mới thi đấu có nửa tiếng xong 2 trận rồi. Cứ một IA một AC là được đấy. Có, đúng rồi. À, thực ra em không biết đâu. Tí hỏi trọng tài. Vâng, không biết Dưa Chua bên kia là người cầm quân gì. Tôi hy vọng là Dưa Chua cầm một cái quân nó cân hơn. Ví dụ như kiểu là quân sở trường của anh chẳng hạn. Bằng quân sen. Hoặc là AC. Mark à? Vâng, thấy chim lợn viên báo về là Mark Kelele. Mark IA thì đây cũng chỉ là kèo cân thôi. Vâng, trận đấu gần hơn đó là trận đấu thuộc... một trận đấu giao hữu AOE Việt Trung. Giao hữu thôi chứ không phải là giải đấu. Đây là những trận đấu để chuẩn bị cho giải đấu AOE Việt Trung được tổ chức vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 sắp tới. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có một giải đấu AOE Việt Trung lớn nhất từ trước đến nay. Quy mô cả về giải thưởng lẫn về bằng chất lượng game thủ tham gia. Và xin nhắc các bạn luôn là giải sắp tới mình cũng sẽ tham gia trong vai trò là gamer. Như vậy là đồ đổ về của Long Thiếu Gia đang là 3 con hiêu khá ít. Thêm một đàn hiêu nữa. Và thêm một màu quả phụ ở phía xa. Không biết trận đấu này anh sẽ đánh thì kiểu vâng, 2 voi. Đây rồi, chúng ta cùng xem pha câu voi của Long Thiếu Gia. 3 voi. Phải chăng là một tên biểu con nhà bà Diễn? Ngày hôm nay thì anh Long Thiếu Gia qua hai trận đầu tiên anh để chết mất 2 dân. Và hai tên dân đó tôi không nhầm hình như là đều là câu voi. Vâng, bây giờ thì để cho chắc cốp một con voi thôi. Những pha sử dụng phím S rất thuần thục. Rất bình tĩnh. Cực kỳ nhẹ nhàng. Và con voi này sẽ về nhà một cách thành công. Kéo dần ra để ăn quả phụ. Như vậy bài đang là được. Thêm một con voi nữa không? Vâng, thấy bảo ngày hôm nay anh Long Thiếu Gia đang livestream. Vâng, test Facebook. Nếu như là một pha câu được 2 voi thì tôi nghĩ rằng sẽ có số lượng người xem hơn rất nhiều. Một gợi ý dành cho anh Giai. Vâng, nhưng không. Vâng, anh rất chắc cốp. Một hit. Cực kỳ căng thẳng và kịch tính. Rất bình tĩnh. Vâng, con voi kia vừa hết thì con voi này lại về. Như vậy là bài 26 dân dành cho Long Thiếu Gia. Một bài khá rộng. Một bài khá rộng. Liệu rằng có phải bài đánh thẳng cung A không? Hay sẽ là vẫn chắc cốp đánh theo kiểu chém thủ y và gió chuyển cung A. Nhà còn tới 2 đàn hiêu. Đó sẽ là lực để cho anh có thể ăn hoa. Đây là BB. rất bình tĩnh. Những pha cầu vòi của anh Long đang tỏ ra là khá mượt, và khác hẳn với một game thủ ở Game TV. Game thủ đến từ Hải Phòng. Vâng, với cái việc mà anh dâng nhà cao nhảy, tôi khẳng định các bạn là chiếc nhà anh chuẩn bị xây đó là chiếc nhà BL. Vâng, anh có làm tôi bất ngờ không? Không, như vậy là tôi cũng không bất ngờ lắm. Tôi tưởng anh làm tôi bất ngờ, một tôn đóng A mới là dị. Chiến thuật dị trận này. Nhưng không, vẫn là chiến thuật bình thường thôi. Ăn hoang thì một lần nhiều nữa. Như vậy lực thịt của anh sẽ là siêu khỏe. Siêu khỏe trận này. Bắt đầu cắt dân để ăn vàng. Một bài mà lực thịt của anh rất ổn nhá. Nếu như anh có thể cắt được 7 dân vàng thì đây hoàn toàn có thể là bà đánh 30L từ đầu dành cho game thủ cầm Yamato. Như vậy là cũng có giò dành cho Dưa Chua. Trận này thì Dưa Chua ép đời cũng không hề tồi. Hình như cũng ở trong đầu 10. Công nghệ sẽ được nâng cấp cái gì hay không? Như vậy là công ra mới đủ. Vâng, một ông cầm kiếm, một ông cầm cả kiếm cả khiên. Đánh một ông bằng tay không tất sắc. Nhà Dưa Chua cũng rất đẹp nha. Dưa Chua cũng có voi ở nhà và vẫn đang ăn hoang ở phía bên ngoài. Vâng, rất nhiều thịt, nhưng ý đồ của Long Thiếu Gia anh chỉ đánh với một nhà BL mà thôi. Một nhà BL nâng cấp chặt gỗ và nâng cấp thêm cả vòng bánh xe. Phải chăng sẽ là trưởng cung A hay sẽ thủ Y? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Thủ Y hay sẽ chuyển thẳng A? Thực ra đây anh có chuyển thẳng A tôi cũng không bất ngờ lắm khi đây một bài khỏe. Vâng, như vậy là quyết định chuyển thẳng A luôn. Hợp lý thôi, khi đây bài lực thịt khỏe. Như vậy Dưa Chua là muốn khung nhà, nhưng nhà Dưa Chua là rất rộng. Liệu rằng nó khung nhà xong hay chưa? Con chém đang lao tới, như vậy là chưa kịp khung nhà xong dành Dưa Chua. Và tất nhiên là với cái việc bò rộng như này thì anh sẽ không thể có lực để bò nhỏ. Bắt đầu có con chém đầu tiên Dưa Chua lên nhà của Long Thiếu Gia. Gần 20. Và những tờ chém khá khó chịu của Dưa Chua vào nhà của Long Thiếu Gia. Nhưng mà lực của Dưa Chua tôi cảm thấy là cũng khá yếu. Anh đang chuyển cung. Trận này Dưa Chua không đánh Y. Trận này chính ra mà không phải chuyển A, anh đánh 2BL thì cũng ổn. Tham lai còn 26. Dưa Chua đang chăn rất rát những con nông dân của IA. Nhưng bắt đầu có cung A rồi. Như vậy là Dưa Chua tiếp tục có một cái hốc nhỏ nhỏ xinh xinh. Một hốc rất bé thôi, nhưng đó là cái hốc để giúp cho Maxero nhà có thể giữ được dân. Lạnh quá anh Huấn ơi. Em ấy lạnh quá. Tôi nghĩ trận đấu này thì Long Thiếu Gia anh nên giải quyết ở trong đời 3 chứ đừng đưa lên đời 4. Hãy nhớ là Dưa Chua là một trong những cao thủ của Deathmatch. Vâng, lên đời 4 này thì Dưa Chua anh sẽ lột xác đấy. Lột xác thành một người khác luôn. Cái hốc của Dưa Chua vẫn chưa thể bị công vào. Đó là cái hốc mà có vàng và có gỗ. Có một vài cái ruộng nữa. Liệu rằng có dummy không? Đâu? Y quá. À, như vậy theo thông tin báo về thì dường như game thủ Dưa Chua đã có Y, nhưng bên này đã chuyển cung A xong rồi. Có chém, 4 con chém, khá nhiều chém dành cho game thủ Dưa Chua. Và có cả Y luôn, một tấn công hay dành Dưa Chua. Tấn này là rằng có đỡ được không? Vâng, anh đang để xem tấn này có đỡ được không nào. Cầm dân và đập Y luôn, rất thổ báo. Thằng này còn 29. Và một tấn công cũng khá hay. Ô không, như vậy là hết quân. Những con chém của Maxero. Như vậy là Maxero nhà cũng có chém công giáp đầy đủ. Một tên đánh khá hay của Dưa Chua. Và không hiểu anh ăn thực ở đâu mà vẫn có cái con y mà vẫn sản đều chém. Mặc dù đó chỉ là bài 1L. Vâng, tham lai là 22. Vẫn đang có thể sóc được cung A, nhưng mà khi mà cung A chưa tụt vào thì nó không cửa với mấy con chém. Vâng, chém đang chém quá đầu. Tham lai còn có 19 thôi. Trong đó thì cái hốc của Dưa Chua, một cái hốc vâng rất bé nhưng nó vẫn đang ổn. Và bây thì thêm một con y nữa, hình như có một nhà y gần nhà của Long Thiếu Gia rồi, tôi đoán là như vậy. Hình như có một nhà y ở gần nhà Long Thiếu Gia rồi. Tham lai kim 30 chết 10 dành cho Dưa Chua, một trận Dưa Chua giữ dân rất khéo. Và đây sẽ là chiến thắng đầu tiên cho Dưa Chua ở trong gối đầu với Long Thiếu Gia. Một trận đánh tốt. Vâng, tôi không nghĩ rằng game thủ Dưa Chua lại có thể có thêm vâng nhiều những con chém và những con y đến như vậy. Như vậy là một bài xây y ở giữa bản đồ. Và không vâng như vậy là ăn hoang được một mỏ quả. Vâng, bảo sao lực thịt của anh vẫn đang rất ổn. Vị trí giữa bản đồ là vị trí có một mỏ quả, và đó là vị trí mà Dưa Chua xây BL cũng như là xây nhà BI. Long Thiếu Gia anh không thể dò được vị trí ăn hoang của Dưa Chua, và tỷ số chúng ta còn 1-2 dành cho Dưa Chua. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết tiếp theo, vẫn là của Dưa Chua thôi. Chết. Vâng, thay mặt cái làm chương trình thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến công ty cổ phần xây dựng Vero, đơn vị chuyên thiết kế và thi công sản phẩm lõi xốp vượt nhịp lớn, và là đơn vị sản xuất và cung cấp gạch nhẹ Panet 3D Vero.